Vâng, xin chào các bác. Trước mắt các bác là một mẫu ôm ly của Yamaha A40 được bán giá 2,8 triệu đồng. Hàng bãi bảo hành chất lượng, bề ngang nó tầm 43-44, bề sâu rất tầm gần 30, bề cao tầm 10-12 cm. Đánh một đôi loa, chỉnh bát chép đầy đủ, cân loa được vào âm thanh. Đặc biệt con ôm ly này nó siêu khỏe luôn. Siêu khỏe các bác nha. Tôi chỉ cần nhích đến bức số 2, tôi đứng cạnh không thể nghe được tiếp. Tôi quay qua rồi sẽ mở nhạc của các bác nghe. 2,8 triệu đồng giá chuẩn luôn. Cách đây khoảng 2 tháng tôi đã bán một con về nhổ nó kiểu như này. Con đấy là con đồng đi xuất Mỹ, hình như nó là A500 ấy. Nó kiểu khỏe kinh khủng như con này. Nó là mẫu mi cổ điện 100V 80W. Số series 259, tôi có mỗi một con này thôi. Đánh một đôi loa, đường vào đường ra đầy đủ. Tôi sẽ kích volume. Tại sao tôi bảo nó siêu khỏe như vậy? Đôi loa tôi đang mở là một đôi loa 35. Loa rất gấu nha. Nhớ lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng. Không chịu được, thì tôi đứng gần đây không thể chịu được mức độ âm lượng số 2. Quá khỏe luôn. Lần thứ hai gặp một con cùng dòng Yamaha. Này. Còn những mẫu ôm ly khác tôi phải mở đến mức tầm này thì tiếng nó mới to được, nhưng con này nó quá to. Rất đẹp ở xóm đàn, những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Nhạc cành hoa trắng thiết tha tôi. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. 2,8 triệu giá chuẩn, ship toàn quốc qua Viettel hoặc nhà xe khách. Phí vận chuyển cũng ngồi chịu. Phải nói là trong đời bán ôm ly bao nhiêu năm trời chưa thấy con này là con thứ hai, nó khỏe như này. Vâng, xin chào. Với cái giá này thì quá rẻ luôn, với cái chất âm nó thể hiện.